Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có livestream số 035. Đáng lẽ là câu chuyện về đêm, nhưng đặc biệt trong mấy ngày Tết này, chúng tôi sẽ làm livestream câu chuyện ngày Tết. Câu chuyện hôm nay là ngày 30 Tết, ngày giao thừa. Chúng tôi xin được đọc câu chuyện mang tựa đề Sức mạnh của nụ cười, của tác giả bà Harnock McCarthy, được đăng ở trong tạp chí của Phụ nữ Thế giới. Sức mạnh của nụ cười. Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một lần nọ mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết bao giờ trên xe điện đã mỉm cười với tôi, và theo phản xạ tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên mọi vất vả trong tôi dường như tan biến. Có một câu chuyện của Văn Hào Saint-Exupéry người Pháp mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không lạ gì với tác giả Saint-Exupéry. Ông sinh năm 1900 và mất năm 1944. Tác giả của các cuốn Le Petit Prince, Hoàng tử bé, Vol de Nuit, Bay đêm và Terre des hommes, Cõi người ta. Saint-Exupéry từng là phi công tham gia chống phát xít trong đệ nhị thế chiến. Chính từ những năm tháng này, ông đã viết ra tác phẩm Nụ cười, Le Sourire. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một chuyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong tác phẩm, Saint-Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt, và ông biết có thể nay mai sẽ bị xử bắn như nhiều người khác. Ông kể lại câu chuyện. Tôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc, nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn sau nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi bằng tiếng Đức mà tôi biết. Xin lỗi, anh có lửa không ạ? Người cai tù nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm ra, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao lại là thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh cũng phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn mỉm cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là một viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi bằng tiếng Đức. Thế anh đã có con chứ? Tôi đã có. Và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con của anh, và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên không nói một lời, anh mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do, rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi
chỉ nhờ một nụ cười. Tác giả Hanok Makati viết tiếp: từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị của mình, vẫn còn đó một điều thật quý giá mà chúng ta có thể gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau, thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù oán ghét lẫn nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với tha nhân qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý tôi, đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành tặng cho nhau. Mẹ Teresa thành Calcutta đã cảm nhận điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người, dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau. Ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay đã là ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của một năm cũ và chuẩn bị cho một năm mới. Nguyện xin cho nụ cười luôn nở trong tâm hồn của chúng ta và rạng rỡ trên khuôn mặt của mình, để tất cả những ai gặp chúng ta đều có thể tìm được niềm vui, bình an về hy vọng của Chúa Giêsu. Xin cảm ơn anh chị em.